Hiện tại mình đang có chiếc loa di động của Marshall, mình tên là Marshall Kilburn. Thì mình muốn lưu ý một chút đó là con Marshall này đó là một con Marshall Kilburn bình thường thôi, chứ không phải là phiên bản mà Multiroom. Phiên bản Multiroom thì có thể sẽ về sau này, tuy nhiên thì nó sẽ có thêm chức năng là Wi-Fi và Multiroom, hỗ trợ Multiroom đó. Thì con Kilburn này thì hiện tại là con không có, con này chỉ là con Bluetooth bình thường thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng mở xem bên trong phụ kiện nó có gì ha. Đây, phụ kiện nó gồm là một cuốn sách manual ha, 2 cặp dây số 8 hay 2 cặp dây nguồn số 8 này, các bạn có thể ra tìm điện hoặc là bất kỳ nơi nào cũng có thể dễ dàng tìm thấy được, cái đuôi này rất là dễ kiếm. Và một cái dây phụ kiện là 2 dây 2 đầu 3.5, thì cái dây này chút nữa mình sẽ nói sau ha. Rồi như vậy là phụ kiện là hết rồi, thì chỉ còn là con loa nha một chút chúng ta. Đây, con Marshall Kilburn nhìn nhỏ gọn vậy thôi, chứ bên trong nó là một con loa woofer 4 inch và 2 con tweeter hai bên này, đó là 3/4 inch chứ không phải 75 inch. Về công suất thì của nó là khoảng 40W và thời lượng pin thì trong manual thì nó nói là 20 giờ ở 50% lượng, nhưng mà mình test thì khoảng cỡ 15, giai đoạn khoảng 15-16 giờ đó. Rồi ở phần trên thì các bạn có thể thấy là những cái điểm đặc trưng của các dòng loa của Marshall luôn, đó là bao gồm 2 cái tone control, 2 cái chỉnh bass treble này. Thì 2 cái chỉnh bass treble này các bạn có thể chỉnh là cộng lên đến 6 dB ở giải bass và hoặc là giải 12 dB. Treble nó cũng như vậy luôn. Thì bạn, con này là một con loa có pin, là các bạn chỉ cần gạt như thế này là bỏ pin lên bình thường thôi. Nút bên cạnh là source and wake, đó là cái nút các bạn có thể chỉnh cái đầu input của nó. Thì input con này chỉ có 2 input thôi, đó là một input là Bluetooth 4.0 và Bluetooth còn lại đó là input còn lại là cái cổng 3.5 này. Và cái dây đi kèm của các bạn đó. Rồi lúc này nút Bluetooth ha. Rồi ở mặt sau của nó là một cái jack sạc, cổng sạc. Cái cổng sạc này các bạn có thể sử dụng điện 110 hay 220 gì cũng được, sạc nó thoải mái thôi. Thời gian sạc của nó này là khoảng 4 tiếng. Rồi một chút về chất âm mình muốn nói sơ qua, đó là con này đó là một cái chất âm có thể gọi là tương đối retro, vì bass nó tương đối nhiều nhưng mà nó không có quá nhanh và nó không có quá chắc, nên là những cái bạn nào mà thích nghe EDM hoặc là điện tử thì có thể nên tham khảo qua những cái mẫu khác, ví dụ như là con JBL, Harman Kardon hay là Bose. Tuy nhiên con này thì chắc là chỉ để chuyên trị do nhạc blue, jazz hoặc những bạn thích nhạc vàng, nhạc đa nguyên vậy thì sẽ rất là hợp. Còn nếu mà những bạn mà thích nhanh gọn mà đến lực hơn á, thì có nhiều lựa chọn khác hơn cho bạn. Nhưng mà nếu mà con loa này thì mình lưu ý chút, mặc dù là loa di động nhưng mà con này á thì nó không có khả năng chống nước, và khi nhìn các bạn nhìn như thế này thôi thì chắc có lẽ là các bạn cũng thể đoán được là con này sử dụng ở trong nhà, một loa chủ yếu để sử dụng chính ở trong nhà. Cái bạc reel này thì gần như là mình liên tưởng đến những con loa, con amp guitar của Marshall, nhìn thiết kế rất là retro luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video.